Xin chào quý vị và các bạn. Có bạn nam nào độc thân lâu năm đang xem video này không? Hãy lạc quan lên vì nếu không thể lấy vợ ở Việt Nam thì bạn có thể tới một quốc gia tuyệt vời khác, nơi mà 10 cô gái xinh đẹp quyến rũ tranh nhau một chàng trai. Không phải vì phụ nữ nước này kém cỏi, mà đơn giản là vì đất nước của họ quá thiếu đàn ông. Trong trường hợp không ưng cô nào, các bạn hoàn toàn có thể tới đây để ngắm nhìn những lâu đài cổ kính có tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm, những rừng thông xanh mướt, những bãi biển đầy nắng hoặc trải nghiệm những dịch vụ vừa đáng sợ vừa hấp dẫn có một không hai. Hẳn các bạn đang thắc mắc về nơi cực kỳ thú vị này. Nếu tò mò muốn biết đó là đất nước nào, xin mời các bạn xem video ngay sau đây. Trung tâm của sự chú ý ngày hôm nay sẽ đổ dồn về Latvia, một quốc gia theo thể chế cộng hòa tại khu vực châu Âu. Latvia giáp với Estonia về phía Bắc, giáp với Litva về phía Nam, giáp với Nga và Belarus về phía Đông và giáp biển Baltic về phía Tây. Quốc gia này có diện tích khiêm tốn 64.589 km², chủ yếu là đồng bằng và dân số chỉ vỏn vẹn gần 2 triệu người. Latvia có khí hậu ôn đới, vùng ven biển, đặc biệt là bờ biển phía Tây của bán đảo Kuzeme, có khí hậu biển nhiều hơn với mùa hè mát mẻ và mùa đông ôn hòa hơn. Trong khi phần còn lại có khí hậu lục địa hơn với mùa hè ấm áp và mùa đông khắc nghiệt hơn. Latvia có 4 mùa rõ rệt. Mùa đông bắt đầu vào giữa tháng 12 và kéo dài cho đến giữa tháng 3. Mùa hè bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài cho đến tháng 8. Mùa hè thường ấm áp và đầy nắng với những buổi tối mát mẻ. Thời tiết mát vào mùa xuân và mùa thu. Tuy là một quốc gia nhỏ, Latvia lại có một bề dày lịch sử vô cùng ấn tượng. Khoảng năm 9000 trước công nguyên, tổ tiên của người Latvia là những bộ lạc Baltic cổ đã sống ở phía đông bờ biển Baltic. Từ thời đó, Latvia đã là một nơi giao thương quan trọng để người Viking đi từ bán đảo Scandinavia qua sông Daugava đến nước Nga và đế quốc Byzantine. Bờ biển Latvia nổi tiếng toàn châu Âu bởi mặt hàng hổ phách quý hiếm của nó. Do nằm ở một vị trí chiến lược, Latvia thường xuyên bị xâm chiếm bởi những quốc gia lớn hơn xung quanh. Vào cuối thế kỷ 12, Latvia rơi vào tay Đức. Người Đức đã thành lập thành phố Riga vào năm 1201 và Riga đã dần phát triển thành đô thị rộng lớn và xinh đẹp nhất trên bờ nam biển Baltic. Cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, phần đất Latvia ngày nay bị đặt dưới sự cai trị của Ba Lan, Litva. Đến năm 1700, cuộc đại chiến Bắc Âu nổ ra và Latvia trở thành một bộ phận của đế chế Nga. Sau hơn một thế kỷ đấu tranh giành lấy tự do, ngày 21 tháng 8 năm 1991, Latvia tuyên bố độc lập. Ngày 4 tháng 9 năm 1991, Liên Xô công nhận độc lập của Cộng hòa Latvia. Latvia nổi tiếng là quốc gia phát triển kinh tế nhưng không quên gìn giữ những di sản lịch sử, văn hóa. Niềm tự hào của đất nước nhỏ bé này là thủ đô Riga, cũng chính là thành phố cổ được mệnh danh viên ngọc kiến trúc quý của vùng biển Baltic. Thủ đô Riga của Latvia nổi tiếng với những tòa lâu đài đậm chất châu Âu tồn tại qua hàng ngàn năm, xen kẽ là những đô thị hiện đại nhộn nhịp. Người ta thường nói, chỉ cần đến Riga, bạn sẽ không có cơ hội để chán ghét nghệ thuật. Đây là thành phố sở hữu nhiều tòa nhà theo trường phái tân nghệ thuật nhất ở châu Âu. Chính điều này đã khiến Latvia được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Chẳng phải ngẫu nhiên khi nói Riga là Paris phương Bắc, thủ đô văn hóa của châu Âu. Các công trình kiến trúc ở Riga đều rất độc đáo như nhà thờ Thánh Phêrô, nhà thờ cao nhất tại Riga, nhà thờ Dome, nổi tiếng với những lối đi ngoằn ngoèo rộng lớn, hay nhà thờ Peter đẹp nhất vùng Baltic. Tính đến thời điểm hiện tại, Riga là nơi sở hữu bộ sưu tập các công trình nghệ thuật theo phong cách kiến trúc Art Nouveau lớn nhất ở châu Âu. Riga còn là trung tâm kinh tế và tài chính trọng điểm của các nước vùng Baltic. Nơi đây cung cấp một nửa việc làm cho người dân Latvia, chiếm 50% GDP cả nước và tạo ra một nửa kim ngạch xuất khẩu cho đất nước. Theo thống kê năm 2022, GDP nước này đã đạt đến 42,23 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người lên đến 22.391 đô la Mỹ trên một người. Tại Latvia có một lâu đài rất nổi tiếng, đó là lâu đài Riga, cùng tên với thủ đô đất nước này. Lâu đài ban đầu được xây dựng vào thế kỷ 13, nằm bên bờ sông Daugava, gắn liền với cuộc chiến giữa Riga và Livonia. Cuối cùng, lâu đài bị phá hủy vào năm 1484 và được trùng tu hoàn thành vào năm 1515. Sau khi người Thụy Điển chiếm giữ lâu đài, họ đã xây dựng các phụ lục rộng rãi vào năm 1641. Pháo đài liên tục được gia tăng và xây dựng lại giữa thế kỷ 17 và 19. Vào năm 1938, chính phủ Latvia sử dụng lâu đài làm trụ sở làm việc. Ngày nay, đây là nơi ở chính thức của Tổng thống Latvia và một phần sử dụng làm bảo tàng. Latvia cũng có rất nhiều nhà thờ, nổi bật trong số đó là nhà thờ Christ Nativity. Đây là một trong số những nhà thờ lớn nhất ở vùng Baltic được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 theo phong cách kiến trúc Neo-Byzantine truyền thống, nổi bật với các mái vòm hình tròn lớn.
Bên cạnh thiết kế bên ngoài ấn tượng và độc đáo, nhà thờ Christ Nativity còn khiến du khách bị choáng ngợp bởi bên trong có trưng bày một số tuyệt phẩm của họa sĩ nổi tiếng người Nga Vasily Vereshchagin. Vasily không chỉ là một họa sĩ mà còn là thợ in và nhà lý luận nghệ thuật người Nga. Ông là một trong số những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế kỷ 20, thuộc trường phái biểu hiện và cũng được tôn vinh với những tác phẩm thuộc trường phái trừu tượng hiện đại đầu tiên trên thế giới. Là một quốc gia nhỏ bé, Latvia không nhận được nhiều sự chú ý tương xứng với những gì họ có. Đất nước này thực chất có rất nhiều điều thú vị. Đầu tiên phải kể đến là tỷ lệ phụ nữ xinh đẹp cao nhất thế giới. Phần lớn dân số Latvia là phụ nữ. Khi đi bộ trên đường phố Latvia, bạn sẽ thấy nhiều phụ nữ hơn là đàn ông. Có thể bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp vì phụ nữ Latvia thường rất xinh đẹp, hấp dẫn. Các bộ tộc vùng biển Baltic đến Latvia sinh sống vào khoảng 1.000 năm trước công nguyên. Sau đó, người Đức, người Do Thái, đặc biệt là cộng đồng người Nga đông đảo cũng đặt chân đến đây. Phụ nữ Latvia vì vậy mang nét đẹp pha trộn của nhiều quốc gia, nổi bật với mái tóc vàng, xám hoặc nâu nhạt tự nhiên, mắt xanh, dáng người mảnh mai cùng nước da trắng. Tỷ lệ người mẫu, hoa hậu trên đầu người ở Latvia nhiều bậc nhất thế giới. Một số tờ báo còn dùng cụm từ thảm họa xinh đẹp dành cho đất nước này vì đi đâu cũng thấy người đẹp. Nhiều người nhận xét các cô gái Latvia mang vẻ đẹp cổ tích, cả gương mặt lẫn dáng người đều khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Điều này giúp các mỹ nhân Latvia luôn chiếm thứ hạng cao trong những cuộc bình chọn nhan sắc thế giới. Thế nhưng, dù xinh đẹp quyến rũ, không có điểm nào chê, nhiều cô gái Latvia vẫn bị rơi vào tình trạng ế chồng. Trong khi nhiều nước ở châu Á đang gặp phải tình trạng mất cân bằng giới tính bởi nam nhiều hơn nữ, thì tại đất nước này, nữ giới áp đảo cánh mày râu. Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu vào năm 2021, Latvia là quốc gia có tỷ lệ chênh lệch nam nữ cao nhất EU. Phụ nữ nhiều hơn nam giới tới 17%, tức là 10 cô gái thì mới có một chàng trai. Theo một báo cáo được công bố năm 2010, trích dẫn số liệu thống kê từ đất nước này, thì đàn ông Latvia có tuổi thọ thấp hơn so với phụ nữ Latvia. Tỷ lệ nam giới tử vong sớm ở mức cao đồng nghĩa với việc số phụ nữ tại nước này nhiều hơn nam giới. Tại trường đại học Latvia, sự mất cân bằng giới tính có thể nhìn thấy rõ. Theo các nhà xã hội học, nữ sinh đăng ký học ở ngôi trường này nhiều hơn nam giới tới 50%. Điều này có nghĩa là phụ nữ thường khó tìm được bạn đời có trình độ học vấn tương đương. Và vào thời điểm phụ nữ muốn ổn định cuộc sống thì nam giới lại tử vong sớm hơn. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng này là do từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều người đàn ông ở Latvia được gửi đi chiến trường thực hiện nhiệm vụ, chỉ có phụ nữ ở lại. Khi cuộc chiến mở rộng, rất nhiều đàn ông đã tử vong. Cho đến nay, sự chênh lệch này vẫn chưa được cân bằng. Ngoài ra còn một lý do nữa cũng nghiêm trọng không kém. Anis Stabiks, một nhà tâm lý học người Latvia cho hay, đàn ông nơi đây tử vong sớm một phần nguyên nhân là các trường hợp tự tử. Đàn ông Latvia có xu hướng bị trầm cảm nặng do áp lực về cuộc sống, nhất là gánh nặng, cơm áo gạo tiền. Những cô gái xinh đẹp thường muốn tìm đối tác xứng tầm với họ, nhưng với một người đàn ông, họ không đòi hỏi quá nhiều từ người bạn đời. Do có sự chênh lệch này nên đàn ông Latvia luôn phải tìm cách trở thành người hoàn hảo để vừa lòng các cô gái. Điều này khiến họ bị stress nặng. Anis Stabiks phân tích. Để giải quyết tình trạng thờ nữ thiếu nam này, một số ý kiến đề nghị chính phủ Latvia nên thực hiện chế độ đa thê hoặc cho phép phụ nữ kết hôn đồng tính. Tuy nhiên, chính phủ Latvia gạt bỏ các đề xuất trên với lý do bảo vệ mối quan hệ gia đình lành mạnh của Latvia. Khi những đề xuất về chế độ đa thê hay hôn nhân đồng giới bị phản đối, một cách khác giúp các cô gái Latvia lấy chồng ra đời. Những năm gần đây, nhiều trang web hẹn hò và trung tâm mai mối quốc tế đã phát triển mạnh, tạo điều kiện để cho phụ nữ Latvia có cơ hội tuyển chồng theo ý muốn hơn. Vì thế, việc phụ nữ nước này đổ xô đi lấy chồng nước ngoài là điều dễ hiểu. Thế nhưng, có rất nhiều kẻ xấu đã lợi dụng dịch vụ này để lừa các cô gái trẻ đẹp, em gái, ép họ tham gia vào những cuộc hôn nhân phi pháp. Chính vì vậy, chính quyền Latvia luôn nhắc nhở phụ nữ phải cẩn thận khi tìm kiếm hạnh phúc, không để bản thân trở thành nạn nhân của những kẻ trục lợi. Kể từ sau khi Latvia gia nhập EU, nhiều nam du khách từ khắp nơi ở châu Âu đã tới thăm quốc gia này. Họ không đến để du lịch, ngắm cảnh hay mua sắm mà chủ yếu là muốn tìm vợ hoặc trải nghiệm những hộp đêm ở Latvia. Hoạt động kinh doanh hộp đêm ở Latvia rất phát đạt. Chính phủ Latvia hứa sẽ chấn chỉnh những hộp đêm ở thủ đô Riga nhưng chưa làm được gì nhiều. Lý do Latvia kiên quyết phản đối hôn nhân đồng giới dù nhiều phụ nữ nước này có nguy cơ ế chồng là vì vẫn còn cái nhìn chưa cởi mở với giới LGBT. Tại quốc gia này, cộng đồng LGBT phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Mặc dù đồng tính đã được hợp pháp hóa ở Latvia vào năm 1992, ngay sau khi nước này tách ra khỏi Liên Xô, nhưng người đồng tính ở đây vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử phổ biến trong xã hội. Latvia cũng là quốc gia duy nhất thuộc vùng biển Baltic và Bắc Âu không cấm hoàn toàn các hành vi phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT. Đất nước này không công nhận hôn nhân đồng giới. Họ cho phép các cặp đôi thuộc cộng đồng này thực hiện một hình thức kết hợp dân sự thông qua đăng ký với tòa án hành chính, nhưng họ không thể kết hôn hợp pháp trên giấy tờ hoặc nhận nuôi con chung. Đa số người dân Latvia đều có thành kiến với đồng tính luyến ái.
Điều này được cho là bắt nguồn từ chủ nghĩa bảo thủ xã hội với những định kiến còn sót lại từ thời Xô Viết, dẫn đến việc rất ít người đồng tính ở Latvia dám công khai giới tính thật sự của mình. Trong một cuộc khảo sát vào tháng 2 năm 2007, có tới 82% trong số 537 người của cộng đồng LGBT tại đây không ủng hộ việc tổ chức ngày kỷ niệm dành cho cộng đồng của họ. Tuy nhiên, tháng 11 năm 2014, Latvia trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu có nguyên thủ quốc gia công khai là người đồng tính. Ông Edgars Rinkevics công khai mình là người đồng tính nam khi đang giữ chức ngoại trưởng. Ông viết trên mạng xã hội rằng: "Tôi tự hào tuyên bố mình là người đồng tính. Chúc các bạn may mắn." Kể từ đó, Rinkevics đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cũng như cải thiện quyền của cộng đồng LGBT trong nước. Dù không thay đổi được điều gì, nhưng hành động này đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cộng đồng này. Đến năm 2015, thành phố Riga đã đăng cai tổ chức sự kiện Euro Pride với khoảng 5.000 người tham gia. Đây là một sự kiện quốc tế toàn châu Âu dành riêng cho niềm tự hào LGBT, bao gồm các buổi diễu hành, hội nghị nhân quyền và các câu lạc bộ vào ban đêm. Sự kiện đã diễn ra thành công với khẩu hiệu "Hãy là người thay đổi và tạo nên lịch sử". Điểm tiếp theo khiến bạn bè quốc tế ngạc nhiên đó là mặc dù có diện tích nhỏ, nhưng Latvia lại được coi là thiên đường hái lượm của thế giới. Phần trăm cảnh quan đặc trưng của Latvia chủ yếu là những cánh rừng xanh bạt ngàn chiếm đến 52% diện tích đất nước. Trong 100 năm qua, quá trình phủ xanh vẫn còn đang tiếp diễn với những cánh rừng thông, rừng vân sam và rừng bạch dương hùng vĩ. Điều thú vị là gần như tất cả các khu rừng ở đây đều cho phép người dân được tiếp cận một cách tự do. Vì vậy, thú vui phổ biến nhất của họ là vào rừng hái quả mọng vào mùa hè và hãy nhấn vào mùa thu. Đây cũng là một trong những hoạt động thu hút khách du lịch ở đất nước nhỏ bé này. Nó nổi tiếng đến mức người ta biệt danh là quốc gia của những người hái lượm. Sự thật với Latvia quả thực đã vẽ lên một bức tranh cuộc sống yên bình với những khu rừng rộng lớn, xen kẽ với các trang trại và đồng cỏ. Ở đây, đất trồng trọt được bao quanh bởi những luồng cây rậm rạp, nơi mà con người thiên nhiên và đất trời như hòa vào làm một. Vì là thiên đường hái lượm của thế giới, nên Latvia cũng là đất nước bảo vệ thiên nhiên nghiêm ngặt nhất châu Âu. Luật lâm nghiệp ở Latvia được đánh giá là một trong những bộ luật nghiêm ngặt nhất của châu Âu. Đặc biệt, chính phủ chú trọng về những quy định chặt chẽ về việc khai thác gỗ. Do đó, các khu rừng ở đây đã trở thành nơi sinh sống của hàng nghìn loài động thực vật quý hiếm ở châu Âu như số lượng lớn cò đen, đại bàng đốm nhỏ, hải ly châu Âu, linh miêu Á Âu. Ngoài ra, Latvia còn sở hữu hàng loạt các khu vườn quốc gia ấn tượng như là vườn quốc gia Gauja có diện tích hơn 900 km², được thành lập năm 1973, vườn quốc gia Kemeri với diện tích 361 km² và Slitere với diện tích 265 km². Không chỉ nổi bật với thiên nhiên hùng vĩ, Latvia cũng được đánh giá cao về chất lượng sống. Nhiều người lầm tưởng rằng mạng Wi-Fi phủ khắp và nhanh nhất thế giới là Qatar hoặc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng không, Riga của Latvia mới là thủ đô Wi-Fi của thế giới. Nói về tốc độ truy cập Internet, Riga được coi là số 1 với hơn 800 điểm kết nối Wi-Fi miễn phí luôn duy trì ổn định. Riga cũng được xem là một trong những thành phố có giao thông trật tự và an toàn nhất thế giới, trở thành tiêu chuẩn về an toàn giao thông của nhiều nước. Ngoài là một thành phố cổ kính với lối kiến trúc đậm nét truyền thống châu Âu, Riga còn là thành phố năng động, cung cấp nhiều hoạt động vui chơi giải trí, bao gồm cả các dịch vụ bar, câu lạc bộ đêm. Latvia còn khiến nhiều người ngạc nhiên vì ít ai có thể ngờ đất nước nhỏ bé này lại là nơi sở hữu thác nước lớn nhất châu Âu. Vetas Ruba là một thác nước ở thị trấn Kudiga. Nó được biết đến là thác nước rộng nhất châu Âu. Thác nước có chiều rộng 249m và có thể lên tới 275m trong mùa lũ. Độ cao của thác cũng thay đổi từ 1,8 cho đến 2,2m, tùy thuộc vào mực nước của dòng sông. Nơi đây vào các mùa xuân và mùa thu, với dòng cá hồi sẽ bơi ngược dòng và nhảy qua các thác gành, người dân có thể thu về trung bình từ 80 cho đến 100 con cá hồi, hoặc bạn còn có thể bắt gặp những chú cá chuồn nhảy lên khỏi mặt nước. Đây là hoạt động yêu thích của người dân nơi đây và là một trải nghiệm nhất định bạn phải thử khi đến Kudiga của Latvia. Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn cho các bạn biết về Latvia, không biết có thể coi là thú vị không, nhưng chắc chắn vô cùng độc lạ. Đó là dịch vụ trải nghiệm qua đêm trong nhà tù. Thay vì tìm một khách sạn hay nhà nghỉ thông thường, bạn có thể trải nghiệm cảm giác mới lạ này bằng cách qua đêm trong nhà tù Karosta. Nhà tù này được xây dựng năm 1900. Trong những năm thế kỷ 20, đây từng là nơi giam giữ tù nhân thời Nga Hoàng và Liên Xô cũ. Được biết, trong Thế chiến II, hàng trăm người đã chết tại đây. Trong số đó, nhiều người chết vì bị chặt đầu. Nơi đây chính thức bị đóng cửa vào năm 1977. Sau nhiều năm, nhà tù được cải tạo để trở thành khách sạn. Karosta Siatums tọa lạc tại thành phố Liepāja thuộc Latvia. Nơi đây bỗng trở thành điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch vì dịch vụ lạ đời. Du khách tới đây được chiêm ngưỡng kiến trúc và không gian u ám của một nhà tù khét tiếng thời Thế chiến còn sót lại. Đặc biệt, nếu có nhu cầu, bạn được trải nghiệm một cuộc sống nhà tù đích thực ngay tại khách sạn. Để đảm bảo không có khiếu nại, các vị khách phải ký kết thỏa thuận với khách sạn trước khi được trải nghiệm cảm giác tù đầy. Khi ở lại khách sạn này, họ sẽ bị đối xử như những tù nhân thực sự.
bao gồm ngủ trong buồng giam với những tấm nệm cũ đặt trên tấm gỗ, ăn thức ăn do nhà tù phục vụ ngay trong buồng giam, bị mắng chửi bởi các cai ngục. Nếu không tuân thủ các quy tắc khắt khe về hành vi, sẽ bị trừng phạt bằng cách tập thể dục và dọn vệ sinh nhà tù. Những cai ngục trong khách sạn nhà tù thực chất là những nhân viên đã được đào tạo, nhưng họ cũng sẽ đóng vai trò cai ngục một cách thuần thục như những giám thị trại giam thực sự. Dĩ nhiên, những hành động của họ chỉ ở trong phạm vi cho phép và không hề đi quá giới hạn. Nếu những trải nghiệm như một tù nhân chưa đủ mang lại cảm giác mạnh cho những vị khách, thì các nhân viên trong khách sạn này còn biết cách để khiến cho không gian trong khách sạn trở nên u ám hơn, như cửa ra vào buồng giam bất ngờ mở, những ánh đèn lấp lóe khi đỏ khi tắt, những tiếng kêu rùng rợn của xích sắt. Trên website chính thức của khách sạn nhà tù có ghi rõ những thử thách không hề đơn giản về cuộc sống tù nhân. Tuy vậy, với loại hình dịch vụ độc đáo, nhiều du khách vẫn muốn thử nghiệm bản thân. Chia tay với nhà tù rùng rợn, chúng ta sẽ đến với thông tin về một thứ thân thuộc hơn, đó là cây thông Noel. Mỗi khi đến tháng 12, người dân ở nhiều nơi trên toàn thế giới lại mang về nhà một cây thông, trang trí trên cây với đèn, đồ trang sức lấp lánh và những sợi dây kim tuyến. Nhưng các bạn có biết rằng Latvia và Estonia từng căng thẳng với nhau chỉ vì cả hai nước đều muốn giành quyền khai sinh cho cây thông Noel đầu tiên trên thế giới. Latvia bắt đầu có truyền thống này từ năm 1510, khi một hội buôn với tên gọi House of the Blackheads mang một cây thông qua thành phố, trang trí và sau đó đốt cháy nó. Trong khi đó, Estonia lại nói rằng họ có bằng chứng về một lễ hội tương tự được tổ chức bởi chính hội buôn này tại thủ đô Tallinn vào năm 1441. Đến năm 2016, sau khi nghiên cứu, các nhà sử học cho rằng cả hai lễ hội này đều có thể không liên quan đến Giáng sinh. Tuy vậy, điều này vẫn không làm hài lòng người dân tại cả hai đất nước. Thậm chí tại quảng trường tòa thị chính ở Riga, Latvia, một tấm bảng đã được đặt giữa trung tâm nhằm kỷ niệm vị trí của cây thông Noel đầu tiên. Latvia cũng được biết đến là quốc gia tràn ngập âm nhạc. Ở Latvia, âm nhạc chính là văn hóa. Mỗi năm tại thủ đô Riga có hơn 200 sự kiện văn hóa lớn nhỏ nhằm tái hiện, gìn giữ và củng cố bản sắc dân tộc của Latvia. Trong đó, liên hoan ca múa Latvia là lễ hội hoành tráng nhất và nổi tiếng nhất. Nó được tổ chức từ năm 1873 và thông thường sẽ diễn ra 5 năm một lần. Trung bình có khoảng 40.000 người tham gia biểu diễn trong sự kiện này. Một con số kỷ lục đã được ghi nhận vào năm 2018, khi liên hoan ca múa Latvia lần thứ 26 được tổ chức vào đúng dịp của Latvia với hơn 67.000 người tham gia. Nhờ đó, lễ hội này đã được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại từ năm 2008. Mặc dù yêu thích ca múa nhạc, nhưng người dân Latvia lại được bạn bè quốc tế đánh giá là những con người hướng nội nhất châu Âu. Họ ít giao tiếp với người lạ, không thích nói chuyện phiếm. Tất cả mọi nơi tại Latvia, kể cả nơi tập trung dân cư nhất như thủ đô Riga đều rất yên tĩnh, thanh bình, ít tiếng động ồn ào. Để lý giải nguyên do vì sao người dân Latvia thường sống nội tâm, rất nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa yếu tố sáng tạo nghệ thuật và sự hướng nội. Hầu hết cư dân nơi đây làm công việc gắn liền với nghệ thuật như nhà văn, nghệ sĩ, kiến trúc sư. Đất nước Latvia được tạo nên từ nhiều màu sắc dân tộc khác nhau, tuy nhiên mức độ hội nhập ngôn ngữ và văn hóa của các nhóm người lại không được cao. Con người nơi đây yêu thích và đề cao tính độc lập. Tuy nhiên, ngại chuyện phiếm không đồng nghĩa với việc người Latvia lạnh lùng. Dù không phải là những người thích tán gẫu, nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ những du khách gặp khó khăn với việc tìm đường. Là một quốc gia xinh đẹp, kinh tế ổn định, nhưng Latvia vẫn có những vấn đề khó giải quyết của riêng họ. Những năm gần đây, Latvia đang gặp phải tình trạng đàn ông đã ít, nay còn ít hơn. Dân số Latvia năm 2020 ước tính là 1.886.198 người vào giữa năm, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Vào đầu năm 2022, dân số Latvia khoảng 1.876.000 người, giảm dần 17.500 người so với một năm trước đó. Dân số Latvia tính đến ngày 17 tháng 5 2023 là 1.826.608 người, giảm gần 60.000 người so với năm 2020. Trong nhiều năm, Latvia đã phải gánh chịu cái gọi là chảy máu chất xám, một hiện tượng khi những người trẻ được đào tạo và có trình độ cao di cư khỏi nước này. Kể từ khi Latvia trở thành thành viên của EU và khu vực Schengen, trong bối cảnh làm việc ở các quốc gia khác trở nên đặc biệt, dễ dàng, nguồn nhân lực rời khỏi đất nước này càng ngày càng tăng cao và đạt con số rất cao. Do đó, dân số Latvia cũng suy giảm do sự di cư. Gần đây, số lượng cư dân của Latvia tiếp tục giảm mạnh. Vào đầu năm 2022, Latvia chỉ có khoảng 234.500 nam và nữ từ 13 đến 25 tuổi sống trên cả nước, chiếm 12,5% tổng dân số. Đằng sau sự giảm sút của nhóm này không chỉ là tỷ lệ sinh giảm, mức sống giảm mà còn là tình trạng di cư. Những người trẻ và tài năng không muốn ở lại Latvia nữa. Một lý do mới để thanh niên rời khỏi Latvia đã xuất hiện trong năm nay, đó là việc nước này khôi phục lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Latvia đã bãi bỏ việc áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc kể từ năm 2007, nhưng giờ đây, các thanh niên sẽ lại được tận hưởng cuộc sống trong quân ngũ ít nhất một lần trong đời. Từ năm 2024 trở đi, số lượng lính nghĩa vụ sẽ tăng lên. Kế hoạch của Latvia là gọi 7.500 thanh niên nhập ngũ mỗi năm, bắt đầu từ năm 2028. Điều này sẽ tăng quy mô quân đội Latvia từ 22.000 lên 50.000 binh sĩ, bao gồm cả lực lượng chính quy và lực lượng dự bị. Quốc gia vùng Baltic này cảm thấy bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột ở Ukraine.
Tuy nhiên, các cuộc khảo sát công khai mới đây cho thấy, nhiều thanh niên không tin rằng nghĩa vụ quân sự bắt buộc là một điều đúng đắn. Chỉ có một phần nhỏ người ủng hộ và áp dụng trở lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, di sản lịch sử văn hóa phong phú và những tiến bộ hiện đại, Latvia đang dần thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế. Đây sẽ là thiên đường dành cho những ai yêu thích âm nhạc, cái đẹp. Ngoài việc được tham gia vào các lễ hội âm nhạc sống động thì họ có thể ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp khắp mọi nơi tại đất nước này.